Bức thư có 102 gửi lại người đang sống. Đoạn trích của một bức thư được gói kỹ càng để lại giữa cánh rừng nguyên sinh tại thượng nguồn sông Đồng Nai, bên cạnh ba bộ hài cốt của ba chiến sĩ thuộc tiểu đội 1, trung đội Ký Con, trung đoàn Bình Giã, quân giải phóng miền Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong mùa xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính, cho Tổ quốc và dân tộc sống còn. Xin cho chúng tôi gửi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi giữ được đầy đủ ý nghĩa. Các bạn đang lao động quên mình cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày càng tươi đẹp, cho dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ, công bằng. Sự hy sinh rất đỗi bi hùng của những chiến sĩ giải phóng quân và những dòng thư họ để lại như một lời ca bất tử của tuổi trẻ Việt Nam thời thắng Mỹ. Là cảm nhận của người đọc khi bắt gặp bức thư này trong tập sách Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm của cố Thượng tướng Trần Văn Trà, do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ và lần thứ 60 Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lộ trình đến với bức thư có 102 này được cố Thượng tướng Trần Văn Trà kể lại. Vào mùa xuân năm 1984, trong một chuyến khảo sát để quy hoạch cơ sở sản xuất của cán bộ nông trường giải phóng tỉnh Sông Bé, nay thuộc tỉnh Bình Dương, do đồng chí Nhân, thượng tá quân đội chuyển ngành, nguyên cán bộ trung đoàn Bình Giã dẫn đầu, ngược thượng nguồn sông Đồng Nai tới một vùng đồi nguyên sinh đã xúc động, bàng hoàng trước một cảnh tượng rất đỗi thiêng liêng. Trên ba chiếc võng dù cùng chung một đầu buộc vào một thân cây là ba bộ hài cốt, ba chiến sĩ giải phóng quân. Cạnh mỗi bộ hài cốt là một khẩu AK han gì, một đôi dép cao su. Những bí ẩn về sự hy sinh của ba chiến sĩ giải phóng quân nhanh chóng được giải mã bởi bức thư bọc gói kỹ càng trong ni lông và được cột chặt ở đầu võng. Tuy những dòng viết run rẩy nguệch ngoạc vì bị thương, đói, khát, nhưng với những ý tứ câu từ rất sáng rõ. Những người viết tự giới thiệu: chúng tôi, 1. Lê Hoàng Vũ, quê Thái Bình; 2. Nguyễn Chí, quê Quảng Ngãi; 3. Trần Viết Dũng, quê thành phố Sài Gòn, chiến sĩ thuộc tiểu đội 1, trung đội Ký Con, trung đoàn Bình Giã, quân giải phóng miền Nam. Những dòng thư đưa người đọc trở lại với một sự kiện lịch sử đã xảy ra cách hôm nay 2022, gần 57 năm. Ngày đó, sau trận tập kích của trung đoàn Bình Giã và một số đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh miền, diệt một lực lượng lớn quân Mỹ ngụy ở Bông Trang, Nhà Đỏ, nay là Thủ Dầu Một. Tháng 2 năm 1966, trên đường rút về hậu cứ, một tiểu đội trong đó có các anh Vũ, Chí, Dũng được phân công nghi binh đánh lạc hướng để trung đoàn trở về an toàn. Một tiểu đội 11 người với những chiếc bật lửa và vài chiếc máy thông tin, mỗi người một khẩu AK đã làm tròn nhiệm vụ tạo dấu vết một trung đoàn hành quân về hậu cứ sau trận tập kích thắng lợi. Sau mấy ngày băng rừng, vượt suối, hứng chịu hàng chục phi vụ giải thảm của bom B-52, 8 người hy sinh, phương tiện thông tin hư hỏng, vượt qua những ngày đói quay quắt, khát như khô cháy cả ruột gan và mang trên mình đầy thương tích, ba chiến sĩ còn lại đã tới được cánh rừng này, kiệt sức không thể đi tiếp, không còn phương tiện thông tin, các anh quyết định dừng lại và chọn khu rừng đẹp này làm nơi yên nghỉ cuối cùng. Chúng ta hãy nghe các anh tâm sự. Quyết định rồi, chúng tôi tự thấy khoan khoái lạ thường, sáng suốt hẳn lên. Dừng lại ở đây với một ít sức lực còn lại, viết một tường trình cuộc chiến đấu, gửi lại cho ai đó tìm được. Mỗi người đứng trước cái chết của mình, cố gắng dùng một chút sức còn lại. Quả thật rất ít ỏi để thay nhau chấp bút. Chúng tôi đã chọn cây gỗ tơ còn sống lâu này làm chủ, giúp nhau mắc võng cho từng người, thống nhất nhau tư thế nằm trên võng, sắp xếp vài đồ vật còn lại. Chúng tôi sẽ chết ung dung thư thái như đã từng sống mãnh liệt và thư thái với công việc của chúng tôi đã làm.
Sau khi chọn cho mình cái chết, ba chiến sĩ người yếu viết trước, người còn sức giành viết sau. Các anh dồn chút sức lực còn lại để viết về cuộc chiến đấu trong những ngày qua, về sự hy sinh của đồng đội, những tình cảm thân thương da diết đối với bố mẹ, vợ con, người thân, quê hương, và bày tỏ niềm tin vào ngày cuộc kháng chiến chống Mỹ toàn thắng. Lần lượt, Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Chí, vĩnh viễn ra đi. Người để lại những dòng lưu bút cuối cùng là Trần Viết Dũng. Xin được dẫn những dòng như dây dứt rút từ tâm can của anh. Nhưng rồi các bạn dục kết thúc lá thư đi thôi. Thời gian không chờ chúng tôi nữa. Chúng tôi đã cảm thấy sắp đến giờ phải từ giã cõi đời này rồi. Trước khi ra đi, thư phải được bảo quản cẩn thận để tránh thời gian mưa nắng phũ phàng. Thư phải về tới tay những người đang sống. Nếu lá thư này được về với đồng đội của chúng tôi trong Trung đoàn Bình Giã, Quân Giải phóng miền Nam hay một đơn vị bạn nào đó qua đây, xin chuyển lên dùm cấp trên. Tiểu đội giải phóng quân của chúng tôi trong trung đội Ký Con đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong được ghi nhận rằng chúng tôi đã từng sống, chiến đấu và đã chết trong một mùa xuân giữa đất trời như trăm ngàn cái chết của người Việt Nam chân chính cho Tổ quốc và dân tộc sống còn. Còn như chúng tôi được phát hiện muộn hơn sau 5 năm, 10 năm, tự do quý giá, thì xin cho chúng tôi gửi đến những người đang sống, sống đúng ý nghĩa của nó trong một thời đại vinh quang, lời biết ơn sâu sắc vì các bạn đang làm cho cái chết của chúng tôi được giữ đầy đủ ý nghĩa của nó. Các bạn đang lao động, quên mình, cũng như chúng tôi đã chiến đấu quên mình cho đất nước ta ngày càng tươi đẹp, cho nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, cho xã hội ta ngày càng dân chủ, công bằng. Hay trong trường hợp đến 50 năm, 100 năm sau, thư này mới tới những người có thể gọi là thế hệ mai sau, thì cho phép chúng tôi gửi lời chào xã hội chủ nghĩa, cho phép chúng tôi bày tỏ vui mừng tuyệt diệu vì hạnh phúc và hòa bình đang ngập tràn hành tinh chúng ta, mà chúng tôi trở thành những hạt bụi có ích. Và hơn thế nữa, nếu được, cho chúng tôi gửi lời chào niềm nở nhất đến những con người ở những vì sao xa xôi, những người bạn mới giữa các hành tinh. Mùa xuân giữa rừng miền Đông Nam Bộ, Vũ Chí Dũng. Xin được nghiêng mình trước những gương hy sinh, trước những dòng huyết thư như một lời ca bất tử của những người trai đất Việt thời thắng Mỹ.